Chương trình Đối thoại tâm linh với Phạm Minh Trâm xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, chương trình Đối thoại tâm linh do Hội Từ bi Phụng sự chủ trương dưới sự hướng dẫn của Thầy Hành Trường. Em xin thưa quý vị Thầy Hành Trường ạ. Anh Vũ Duy Huyền. Và thưa quý vị, hôm nay chúng ta trở lại với đề tài mà Thầy đã chọn cho chúng ta hôm nay để nói chuyện. Bạn hiểu thứ nhất là nói về cái tu tập để mà tránh tam tai. Thì câu hỏi đầu tiên của chúng ta khi mà nghe cái đề tài này thưa Thầy, tam tai là gì Thầy? Đúng. Tại sao lại có tam, tức là ba thôi hay là bốn hay có năm không? À, thì xin lỗi các bác, là cái chữ tam tai này là một chữ danh từ đó mà chuyên môn trong nhà Phật nó khác với cái danh từ của phong thủy. Phong thủy là tam tai cả. Thế từ đây là nhà Phật, nhưng mà lý do mình muốn nói tới là để cho mình bắt đầu hiểu rằng đó là cái cuộc sống của cái thế kỷ 21 này đó, nó có những cái bài học rất hay của ngàn năm nay rồi, bây giờ mình đem ra mình làm sao mình hiểu nó một cách nó xác thực hơn để mình thực hiện được trong cái đời này. Hồi xưa người ta nghĩ cái tam tai là thế nào? Tam tai nó gồm có ba cái tai nạn, mình gọi là disasters. Cái tai nạn đó nó đối với người hồi xưa đó, nó rất là quan trọng. Tại sao người ta quan trọng như vậy? Đó là bởi vì nó ở trong cái học thuật của người Ấn Độ. Thì ba cái tam tai đó là thứ nhất hỏa tai, gọi là cái nạn lửa. Thứ nhì đó là phong thủy tai, là cái nạn nước lục lội. Đó, lục lội. Cái này là lửa cháy này, lửa rừng, lửa cháy này. Và thứ ba đó là gió bão. Thì bây giờ nói về cái nạn mà lửa cháy thì dường như California chúng mình là cảm nhận rõ ràng nhất, đúng không ạ? Yeah. Đó là cái nạn mà mình thấy là nó cháy không quá, quá sức cháy. Yeah. Sơ cháy 2 triệu mẫu lúc mà mình vừa cách mấy tháng của bên California đó, thì cái chuyện cháy rừng nó kinh khủng mất không? Không biết bao nhiêu chúng sinh, thú vật, động vật, côn trùng là bị giết trong cái cháy này. Đừng có nói là nhà cửa của người thôi. Cho nên cái hỏa tai là rất là dễ sợ và nó thường xuyên lắm. Cho nên tại sao mình không có cái gọi là cái địa tai là địa chấn động đất, tại vì lâu lâu tới một lần. Nhưng mà cái hỏa tai thì nó thường xuyên hơn. Rồi xong rồi đó là cái nạn thủy tai. Thì ở bên Trung Quốc á, thì khi mà cái triết lý mà tam tai từ bên Ấn Độ truyền qua Trung Quốc á, thì Trung Quốc thấy cái thủy tai này đó nó rất là quan trọng, bởi vì cái sông mà Dương Tử. Là cái sông mà nước nó chảy tùm lum ta la, Hoàng Hà, Dương Tử, những cái sông đó không ai là mà trị được cả. Việt Nam mình là có sông Hồng, rất khó mà trị. Ở bên Ấn Độ đó thì có nhiều con sông cũng dữ lắm, nó cứ lụt hoài, cứ năm nào nó lụt cả. Thành ra đó, người ta thấy là cái hỏa tai và thủy tai là cái gần gũi nhất, chứ không phải là cái động đất là gần gũi nhất. Và kế đó, đó là mình gọi là cái gió bão, tức là phong tai. Phong tai đó thì gần như là mỗi ngày mình thấy gió. Nhưng mà đến cái đồ mà nó gây ra cái cuồng phong đó, mình gọi là cái mà storm. Tornado. Thầy nói đến cái tornado. Tornado là của bên Mỹ đó. Và bên Ấn Độ thì tạo ra cái cuồng phong đó là nó nhiều lắm, nó nhiều dạng lắm, chứ không phải là một dạng. Và đi qua bên Trung Quốc đó, thì là cái cuồng phong đó, cái cơn lốc đó thì nó là cũng là nhiều lắm. Cho nên nó trở thành một trong những cái mà người ta có thể nhìn và hiểu được là ô, đó là những cái tai nạn chính mà đưa tới một cái chuyện rất là quan trọng, là cái sự bất lực. Cái bất lực của cái con người, của con người. Nhưng mà thưa Thầy, con nghe nãy giờ là đều là những cái tai nạn này đều do thiên nhiên tạo ra, tạo hóa tạo ra, thì sao mình tu sao mà để mình tránh được thưa Thầy? Rõ ràng. Cái đó đâu có nằm trong sự kiểm soát đúng được con người đâu. Câu hỏi chị rất là hay, mà cái đó là cái lý do mà tại sao đó mình mới bạn đặt câu hỏi lại, thì tại sao cái chuyện đó, mà tại sao mình tránh được, mình tránh làm thế nào được? Thì tại ra là không thể tránh được, nói sự bất lực con người mà không thể tránh được. Thì khi mà ở bên Ấn Độ đó mà qua bên Trung Quốc đó, thì vào trong Phật giáo lấy cái quan niệm tam tai đó, vì Phật giáo có thể thấy rằng là một cái đạo đó mà mình cởi mở để cho mình có thể chấp nhận những cái giá trị quan ở người khác. Và tiền đấy thầy cũng nói lên các bác đó, là con đường tâm linh mà mình học đó, thì mình cũng nên chấp nhận những cái giá trị của những cái tôn giáo khác, không phải 1.000 năm trước, 2.000 năm trước, 3.000 năm trước đâu, mà có những cái giá trị tôn giáo ngủ ngay bây giờ đó, thì mình cũng nên chấp nhận.
Cho mình cũng không nên là phủ nhận, mình cứ nghĩ là mình là Phật giáo, là mình ngon lành và mình có cái thái độ rất là dữ dằn, không nên. Cho nên cái thái độ mà Đức, mà cái chuyện mà nhà Phật bên Trung Quốc hồi xưa đó mà chấp nhận những cái giá trị quan của Ấn Độ đem qua mà chấp nhận đó là một cái chứng minh rất là hay. Rồi sau này khi mà các bạn biết bên Hàn Quốc và bên Hàn Quốc thì họ cũng chấp nhận cái giá trị của Khổng giáo và đem cái Khổng giáo vào trong Phật giáo. Bên Nhật Bản đó thì họ là đem thần đạo vào trong cái cuộc sống họ và kết hợp Phật giáo với thần đạo. Thế nên mình thấy là cái chuyện mà cái sự kết hợp và lấy những cái giá trị quán tốt đó là cái bài học đầu tiên cả cho cái chuyện bài học về tam tai. Bây giờ mình đi vô cái câu chuyện mà của chị Trâm vừa nói đó, thì câu chuyện chị Trâm vừa nói đó nó cũng rất là lý thú, là tại sao mà mình muốn nói cái chuyện này mình không thể control được, làm sao mà làm được. Thì tại ra đó nhà Phật qua bên đó thì họ diễn dịch ra ba cái chuyện này đây. Họ nói rằng đó là tại ra đó họa tai là cái chuyện chỉ xảy ra trong dục giới, cái thủy tai xảy ra trong sắc giới và cái phong tai xảy ra trong chuyện vô sắc giới mà thôi. Bây giờ họ cho ba cái concept mới là dục giới, sắc giới, vô sắc giới, ba cái quậy. Tại sao thủy tai mà lại nằm trong cái hay sắc giới được thầy? Đấy cái đó đó. Thì bây giờ đó thì từ từ đó mình mới khám phá ra những cái nhà mà mình gọi là những cái người mà hồi xưa đó thì tại ra họ rất là hay, họ thông minh vô cùng, họ tìm ra được một cái kết nối đó để mà make sense, để mà đem một cái chuyện mà mình thấy một cái tai nạn bên ngoài đem vào trong một cái học thuật của một cái triết học Phật giáo. Thì tại ra đó đầu tiên cả là cái dục giới, là cái quả dục đó, là họ không gọi cho họa tai là lửa ở bên ngoài nữa, mà họa tai là cái sự giận dữ. Là cái sự mà giận dữ. Và cái giận dữ này đó nó đưa tới những cái mà mình gọi là lậy. Thế thầy, vậy là thầy muốn nói là mình dùng ý nghĩa tâm linh và tâm lý rồi chứ không phải là ý không, nghĩa cái này chưa thực cái này tế. Mới thì ý nghĩa của triết học thôi. Triết học thôi, tức là họ thấy cái chữ họa này đó khi mà đi vô trong kiểu Phật giáo đó, thì họ associate, họ liên kết cái họa tai đó với cái dục giới. Cái quả dục là cái quả một của thân xác, xác thịt này. Thì con xin thầy đi ngược một chút xíu, là vì chương trình chúng ta cho các bác muốn hiểu học về Phật pháp thì cái dục giới, sắc giới, vô sắc giới, những cái đó là cái gì, tên gọi gì trong Phật giáo? Mình chưa biết cái đó. Dạ, mà xin thầy định nghĩa một chút xíu, không cần phải vô định sâu. Dạ. Thì cái dục giới đó là cái quả người ta nghĩ rằng là mình ở trong quả thân xác này đó thì gọi là dục giới. Bây giờ cái ra khoảng cái dục giới, cái quải đó mà của các vị trời đó thì gọi là sắc giới. Sắc là hình bóng thôi mà nó không có cái thân xác, thể xác, gọi là sắc giới. Là những cái vị trời mà họ sống lúc ở trong đời này, họ sống, họ tu ngũ giới, thập thiền, làm những cái chuyện tốt lành như vậy thì mình sinh quải sắc giới. Có hình hài nhưng mà không còn chấp trước vào cái thân nữa. Tại vì cái quan niệm của dục giới là cái gì? Dục giới là bởi vì đó có cái thân là còn khổ. Còn thân là còn khổ, thầy xin biên cái chữ này xuống, tại vì đó cái đó là một cái mà rất là quan trọng mà cho mình hiểu thế nào là dục giới, là kết quả mà còn thân là còn khổ. Và còn thân còn khổ này đó, bởi cái chữ dục là cái chuyện mà mình gọi là tham dục, là tham lam, đúng không? Ham muốn, nhưng mà nó là cái mà mình gọi là ham muốn của cái vật chất, chứ không phải là ham muốn của cái tâm linh đó. Ham muốn vật chất mà thường thường người ta gọi là vật dục, thì cái chữ Mỹ đó thì mình gọi là materialism, chủ nghĩa mà vật chất. Thì cái dục giới này đó là cái quả mà nó thấp nhất, mà nó còn có thân xác, cho nên còn thân là còn khổ. Và cái quan niệm đó là gần như là tất cả mọi người trong quả dục giới, tất cả mọi người mà sống ở đây là mình đều là ở trong quả dục giới cả. Thì cái phần thứ nhì là nói tới cái mình gọi là sắc giới. Cái sắc giới đó thì nó không phải là một cái chuyện gì mà nó sai xôi, mà nó chính là cái mà mình gọi là cái tình cảm, mà cái tư duy mà mình thấy là nó đã trưởng thành hơn.
nó trưởng thành, tức là mình không có đụng một chút là mình nhảy đừng lên, mình tức, mình ghét, mình buồn, mình giận, không. Nó trưởng thành hơn và nó bắt đầu đi vào trong cái chữ thăng hóa hay là thăng hoa. Thành ra đó, nó làm cho mình bắt đầu thấy được cái đẹp, cái chân thiện mỹ trong cái sự diễn đạt của cái tình cảm và cái tư duy. Bởi vậy cho nên sắc giới được gọi là quả trời. Tại vì quả trời này đó là chỉ có hình bóng thôi. Hình bóng là những cái mà nó không có dính dạng vào cái thân xác. Thì dù như chị ngồi thiền hồi, chị thấy ô những cái mây, những cái gì mà đẹp đẽ đó, mà cái đó gọi là hình nhi thường. Người Việt Nam gọi là hình nhi thường, những cái mà nó thuộc về cái tâm linh, nó trừu tượng hơn. Thì cái phần đó vẫn còn hình bóng, cho nó không phải là mất, còn hình bóng đẹp, hình đẹp của cái chân thiền mỹ. Đấy. Thầy, nhưng mà con có câu hỏi trước. Nếu mà nói sắc giới này như vậy thì nó có lẫn với cái sắc thọ thưởng hành thức không? Tại vì khi nói sắc thọ thưởng thức là sắc là cái thân xác. Cùng một cái chữ nha. Nhưng mà cái nghĩa đó lại hơi khác. Nó có một cái sát khác, nó có một cái nắm cái truyền nhóm khác. Còn cái bên sắc giới này là cái hoàn cảnh bên ngoài. Trong lúc đó sắc thọ tưởng tức là cái cảnh giới của mình sống ở trong này. Sắc thọ tưởng tức là cách là cái kinh nghiệm của thể xác. Nhưng mà dục giới, sắc giới phát triển là cái cảnh mình bên ngoài. Thành ra là nó có hai cái sự khác biệt, nhưng mà dùng một chữ là sắc. Rupa, sắc. Bây giờ đấy, cái chuyện mà tình cảm về tư duy này rồi là nó ấy rồi. Bây giờ còn cái chỗ mà nó cao hơn á, là mình gọi là vô sắc giới, tức là nó ra ngoài. Vô có nghĩa là ra ngoài luôn, ra ngoài cái tình cảm và cái tư duy. Thì cái quải này đó tính là cái quải đó mà mình gọi là thiền định, hay là cái quải đó mà nó không còn thuộc vào trong cái tư tưởng, tư duy và tình cảm nữa. Thành ra vô sắc giới là cái quải mà là cao nhất rồi. Thành ra có thiền định mới tới thôi. Cho nên trong đó thì nó không còn cái chuyện là còn thân nữa, cũng còn hình bóng nữa, là nó vô hình mà nó không có bóng. Vô hình không bóng mà nó cũng không thuộc tư duy, mà nó cũng không thuộc về tình cảm. Thầy, vậy thì các vị Bồ Tát với vị chư Phật ở trong cái giới nào đó thầy? Các ngài tự do tự tại đi tập tất cả các quả, chỗ nào ngài muốn ở thì ngài ở, ngài không có kẹt trong đâu cả. Thì cái triết lý đó là cái triết lý nó khác. Nếu mà mình có cái thân mà ngủ ở một sắc tỏ thừa ấn tức đó, thì mình sẽ bị cột vào một trong năm, trong ba cái giới này. Mà cái chỗ tu chư Phật chư Bồ Tát là ra ngoài tám giới, không còn bị kẹt ở trong đây nữa. Vì trong cái thiền định này đó, nó vẫn có chủ thể là cái tôi. Đó. Thành ra cái đó là cái mà cái tối này là cái mà kẹt nhất của cái vô sắc giới. Và nếu mình nhìn lại cái sắc giới đó thì là quả trời của hình bóng cũng có cái tối như thường. Và còn thân còn khổ vì cái thân cũng là của tôi. Cho nên đó, cái quan niệm của mình đó, là mình đi từ cái chỗ của tôi này đó, mà mình đi tới cái chỗ quan niệm đó là mình thăng hóa hơn chút. Từ cái chỗ của tôi cho tới đến cái quả sắc giới là cái quả mà nó có tôi có vì là còn hình bóng á. Cho tới cái cảnh giới cái vô sắc giới đó thì mình á là tôi, cái tôi này là tôi. Là tôi, cho nên mình viết cái chữ là tôi đây, tức là thiền định là tôi. Còn ở trên cái quả sắc giới đó thì các ngài thấy tất cả mọi chuyện mà biết là có cái tôi ở đây, nhưng mà rất nhẹ nhàng, không có cái dữ dằn gì trơn đấy. Còn ở dưới là của tôi, tất cả đồ đạc này của tôi, của tài của tôi, tức là nó có những cái chuyện xảy ra để mình có thể chiếm hữu được ở dục giới. Nhưng mà sắc giới đó thì nó không có cái chuyện để mình chiếm hữu được, nhưng mà không có cái gì chiếm hữu được, nhưng mà mình cũng có thể có cái tôi đây, có cái tôi đây, có cái tôi đây. Thì đến lên vô sắc giới đó thì mình cũng không thể có cái gì để đây để mình chiếm hữu, cũng thể có cái tôi để cho mình gọi là có tôi, mà nó không hình không tướng không bóng dạng gì cả, cho nên mình gọi là tôi, là chỉ là cái chủ thể nhưng mà nó không có hình bóng gì hết, hình bóng để mà nói chuyện được. Chị thì thấy không,
Cho nên cái đó là một cái sự mà tinh vi vô cùng. Quan niệm nó khó hiểu lắm đấy, thầy. Tại nhưng vì mà nói niệm đó có tôi mà lại không tôi, không, không tôi có mà không phải mà. Tôi hay là cái gì? Không phải nó hay vậy đấy. Nhưng mà các bạn đừng có lo, các bạn cái đệ là trong trong đầu các bạn đó là các bạn từ từ các bạn sẽ thấm vô. Tại vì các bạn mà những người mà qua cái chương trình đối thoại tâm linh này thì chắc chắn là các bạn sẽ hứng thú vô cùng. Ở bên này nè là mình có ở trong cái vũ trụ mà mình vẫn còn cái thứ gọi là thứ của tôi mình có thể sở hữu được. Ở trong cái sắc giới đó là mình có cái tôi, tức là cái chủ thể, là cái chủ thể vẫn còn chính mình đó. Mà trên vô sắc giới ấy, là cái đối tượng bên ngoài này biến mất rồi, không có cái gì để mình chiếm hữu được cả. Rồi mình cũng có nhận biết cái chủ thể đó, mình là tôi. Thành ra đây là cả một cái sự tiến hóa của cái tâm linh từ dưới lên cao. Tên nội cái chuyện vô sắc giới, sắc giới giờ đó ra mình thấy là cũng là sâu sắc lắm, đúng không chị? Dạ. Rồi nhưng mà nó cũng good để mà các bác mà đọc qua cái chương trình này thì các bác thấy là mình đâu có nói chuyện thấp lắm đâu, nhưng mà cũng đâu có chuyện cao lắm đâu, có điều hơi khó hiểu chút là bởi vì cái Phật pháp nó phải hơi như vậy nè, mới gọi là học Phật được các bác. Các bác cứ ngồi cứ ngẫm nghĩ đi thì các bác sẽ thấy là cái tôi vẫn còn đó, cái tôi vẫn tồn tại, cái điều cái quan hệ của tôi như thế nào thôi. Tôi là chủ của cái vật này, khi mình nghĩ như vậy thì mình là dục giới, nhưng bây giờ mình cho hơi trơn mình không có nữa, mình chỉ thấy cái hình bóng thôi. Cái bóng là cái tư tưởng của mình thôi, cái tư duy của mình thôi. Thì mình thấy cái đó thì mình vẫn là chủ thể của cái đó. Mình không còn là sở hữu được cái tôi, cái tư tưởng, cái cảm xúc. Nhưng mà mình thấy nó có. Thế nên hiểu nó có cái đó thì đây là chủ thể và đối tượng nó vẫn có. Rồi lên một chỗ đó, không có hình, không có tượng, không có vật gì đó, nó mất hết trơn cả. Mình là cái cảnh giới đó. Mình là cái cảnh giới đó, cảnh giới thiên định đó. Khổ về đó chứ. Cho nên tất cả đều là cái vũ trụ mà cái tôi đó lúc nào nó cũng ngự trị. Rồi bây giờ đó chị hiểu rồi, cảm ơn chị Hoa Quế Hoài. Bây giờ đó mình mới vì làm sao mà từ cái hỏa tai mà mình nghĩ nó nằm đây, trong dục giới, đây. Còn thấy nó xa rồi đây, hai đây, bên đây thì đó là một cái vấn đề mà rất là độc đáo của cái sự suy nghĩ của các nhà mà đại thừa Phật giáo hồi xưa. Và bây giờ đó sau mấy ngàn năm nay thì chúng ta vẫn theo được cái, theo dõi được cái tư tưởng đó. Và đây, bây giờ là mình chỉ còn một phút nữa trước khi mình sẽ dừng cái series đầu tiên cả, như các bạn nhìn lại cái hình của thầy viết. Thì người ta liên hệ cái hỏa tai với cái dục giới. Cái hỏa tai đó mà mình thấy, hồi nãy mình thấy đây là cái thế giới của cái sở hữu đó, đúng không? Yeah. Tại cái dục giới là cái thế giới của sở hữu. Yeah. Thì mình phải có cái lòng tham, mình mới sở hữu được cái gì, cái dục giới chứ. Nhưng mà chị nghĩ của em, nếu mà thầy có cái bàn, cái ghế mà nếu mà muốn cho cái đó này biến mất thì phải đốt nó đi thôi, thì đốt cái này là mất thôi, chứ còn làm sao mà cái bàn, cái ghế, cái nhà, cái cửa, cái này làm sao mà nó biến mất được. Mà khi nó mất đó, thì là cái điều mà rõ ràng nhất, chỉ bị mất đồ là chỉ tức lắm, chỉ có sợ, chỉ có ham mà chỉ tức lắm. Có chứ thầy, vừa sợ vừa ham vừa tiếc. Sau đó tiếc. Nhưng mà cái thái độ là hệ mà mình mất cái gì mà mình đang chiếm hữu đó là cái thái độ giận dữ, tức giận. Nhiều khi là nói cái chuyện bầu cử mà mình cũng nói là they steal my election. Vì cái bầu cử của tôi mà cũng bị ăn cắp nữa, nó tức giận lắm, 5 ngày không nói chuyện. Cho nên cái đó là cả một cái, mình gọi là cả một cái vấn đề đó, là khi có là mình sẽ bị mất, bị tức. Thế nên đó là giận dữ, cái đó là hỏa tai, cái giận dữ, cái lẫy, cái hận cuối cùng. Rồi bây giờ mình sẽ trở lại lần sau tiếp tục. Dạ, cảm ơn thầy. Và xin quý vị đừng rời chương trình Đối thoại tâm linh, chúng tôi sẽ trở lại ngay sau phần thông tin thương mại. Cảm ơn quý vị. Kính thưa quý vị đang theo dõi chương trình Đối thoại tâm linh với thầy Hàng Trường, anh Vũ Duy Huyền và anh Trâm. Với cái đề tài hôm nay là thầy muốn nói chuyện về cái cách mà chúng ta tu hành để chúng ta tránh được cái tam tai. Và thế đang định nghĩa chữ tam tai thì chúng ta nghe. Con xin trở lại với thầy.
Thầy thấy cái chuyện mà trước khi mà thầy định nghĩa tám tai mà chị Trâm nhắc thầy về tam giới, thầy cũng rất là hứng thú, bởi vì trong cái định nghĩa tám tai về tam giới nó dính liền với nhau, mà cái chuyện mà cái dục giới đó là cái vũ trụ của dục vọng, vũ trụ của vật dục. Nhưng mà trong cái chuyện quan trọng những cái vật dục là cái sự mà mình muốn chiếm hữu một cái vật gì đó, vì trong dục giới mình có cái vật là mình chiếm hữu, trong sắc giới là không có, trong cho nên là mình gọi là cái thế giới cái vật của cái dục giới là thế giới của tôi, lúc nào cũng có cái vật sở hữu cả. Cái mặt nhìn cái hình thầy nói, nếu mà trong sắc giới thì là mình không có cái vật để mình chiếm hữu, nhưng toàn là hình ảnh thôi, mà nó chỉ là cái hình ảnh và cảm xúc mà thôi, thì cái hình ảnh, cảm xúc và tư tưởng, quan điểm, cho nên là nói là của tôi thì nó không hợp lý đấy. Nhưng mà rõ ràng là có một cái chủ thể để nhận biết cái tư tưởng này, cái chủ thể để nhận biết hình ảnh kia, cái chủ thể để nhận biết cái cảm xúc nọ. Cho nên cái sắc giới đó là cái vũ trụ có tôi, vì tôi nhận biết được chuyện này chuyện kia. Nhưng mà nếu mà mình liên hệ cái chuyện này với trong cái quan điểm của cái Phật giáo đó, thì cái hỏa tái đó là nó liên hệ với cái dục giới, là bởi vì nó là cái sự dần dự dần lẫy vô cùng. Vì khi mình có đồ thì mình bị mất đồ, có vật thì mình mất vật. Cho nên cái dục giới này là cái của tôi này đó, nó bị mất đi. Mà khi mất thì mình sẽ dần dự vô cùng. Đấy, chị thấy không? Đó, cho nên cái thế giới này đó là thế giới mà sinh ra dần dự thì dần dự nó y hệt như lửa thôi, không có cái gì khác hơn cả. Cho đó là cái lý do mà tại sao đó mà mình gọi là cái dục giới đó là liên hệ với hỏa tai, là vậy đó. Chị đặt câu hỏi đi. Vậy có nghĩa là chúng ta tu hành không phải để tránh được cái tai ương về cháy nhà, cháy rừng, mà chúng ta tu hành để tránh được cái sự dần dự. Thì cái lửa dần dự nó trở thành một cái tai họa vô cùng. Thầy chị nói cái chuyện nhỏ là hai vợ chồng đó mà thầy thì không biết trực tiếp, nhưng mà qua một người bạn của thầy lấy nhau chỉ cần mới có năm bảy thôi, nhưng mà ông chồng nó một ngày nào đó ông nổi giận vô cùng, ông không phải ông ly gì, ông lấy đấu chém bà vợ, ông đánh bà vợ, ông giận dữ vô cùng. Thì chị biết giận dữ vô cùng vì sao không? Bà lấy cái cạc ra, bà đi mua chiếc xe mà không nói cho ông biết. Chiếc xe đó, tại vì bà biết là ông đó là rất thích chiếc xe đó, nhưng mà không dám mua nè. Bà ra bà đi mua, bà nghĩ là ông đây là cái quà. Không ngờ bà ông quạnh bà, ông chém bà rồi bỏ nhau. Thì bà nói là tôi đâu mà mua cho, bây giờ ai đó mua cho anh mà. Mà không chịu, tức không chịu nè, vì thấy cái số tiền nợ. Cái dần dữ là nó mất khôn, mà cái họa tai, cái tai nạn là họa như vậy đó. Nhưng mà cái chuyện đó không vui bằng cái chuyện kế tiếp. Là cái bà này, bà đi ra đó, bà chạy ra đó, bà bỏ ra đó, thì là bà đâu có chịu đi lý gì đâu. Bà chờ ngồi bà về. Bà về thì bà thấy ông này chạy ngồi lên xe đi. Thì mọi chuyện đâu có gan gì đâu, nhưng bà chạy lên xe đi với một cô nào khác. Bà điên lên, bà tức lên. Rồi bà thôi, câu chuyện đó là vỡ ra, tan nạt ra cả. Thì thầy chỉ nghe là cái này là thầy giảng tiếp thôi, chứ không có trực tiếp nữa. Thì thầy mới nói về cái người bạn của thầy là bây giờ thì nói cái cô này về anh này tới đi học càng khô tập lên tu tập về từ túi đi. Tu tập đây này, mình biết đây là một cái dạng của cái họa tái thôi. Mình không thể kiềm chế được, nó nằm ở trong cái vùng gọi là vùng phi lý trí. Thành cái phi lý trí đó là cái phần họa tái này sinh ra. Rồi bây giờ sắc giới, bây giờ mình nói tới sắc giới đó, là cái vùng đó mình không thể chiếm hữu được cái vật gì cả. Nhưng mà mình có cái vật đó, và vì có cái vật đó là cái hình ảnh đó, cái cảm xúc đó, cái tư duy đó, cái tư tưởng đó, mình không thể nói là của tôi được, tư tưởng của tôi được. Tại vì trên cái vũ trụ này, là trên cái vũ trụ của sắc giới là cái tôi, là mình có cái tôi này, nhưng mà những cái làm sao mình nói là cái tư tưởng này là của tôi được. Tại vì chị cũng nghĩ cái tư tưởng đó, thầy nghĩ cái tư tưởng đó, thế đâu có ai là chiếm hữu cái tư tưởng nào đâu. Đồng ý không? Rồi gì? Thì cái cảm giác buồn đó, thì thầy đâu có sở hữu cảm giác buồn, tại vì chị cũng có cảm giác buồn mà. Cho nên mình có cái tôi, nhưng mình không có sở hữu, mình không nói là sở hữu, nhưng mình có cái vật mình sở hữu được.
Nhưng mình không thể nói là cái cảm xúc mà buồn đó, là mình sở hữu được, vì ai cũng sở hữu được, đó là trên cái mặt sắc giới. Ở mình ở dục giới này thì mình nói tôi có cái buồn, tôi có nỗi buồn, chỉ có con nỗi buồn, hai người nỗi buồn khác nhau. Nhưng trên sắc giới đó thì không thể nói như vậy được. Đồng ý nói gì? Có cái tôi thôi, nhưng mình không có cái của tôi là sắc giới. Có tại sao tôi. Ở dưới dục giới thì nỗi buồn của tôi và nỗi buồn của anh, mà trên sắc giới thì nỗi buồn của chúng ta không, không có làm sao thân, đấy? Chỉ không có cái thân thì làm sao mà chỉ có thể cảm nghiệm cái nỗi buồn đó được. Anh hiểu. Chắc hiểu. Tức là phải có cái thân xác thì nó mới làm chủ cái nỗi buồn đó, cái cảm xúc đó phải không? Không có không thân xác thì... Được, để thầy kể cái chuyện của ông Kent. Ông Kent này đó, thì ông ở trong cái trạng thái mà gọi là near death experience, tức là lúc ông sắp chết lâm chung thì ông biến mất. Ông ở trong cái vùng ánh sáng, thế như ông kể lại thì ở trong cái vùng ánh sáng vô cùng. Trong ánh sáng đó thì ông thấy, ông nhìn là ông thấy vợ của ông, con cái ông khóc lóc đau buồn vô cùng. Ông thấy cái đứa con gái vô trong cầu tiêu rồi ngồi khóc sướt mướt. Vì ông ra ông kể lại đúng hệt như vậy mà. Rồi ông nghe được nữa, ông là trong đó ông nghe được những cái người khóc lóc buồn, ông nghe được cái người mà bạn mà partner của ông đó, là ngay trong lúc đó điện thoại và sẽ chiếm cái công ty của ông đang làm giấy tờ để mà chiếm công ty của ông. Ông nghe được như vậy luôn. Rồi ông thấy cái con chó của ông đó nó nằm bên đó, nó nhìn cái hồn của ông. Nó nằm như mình, nó nhìn lên, nó nhìn cái hồn của ông đó. Thì ông rất là ngạc nhiên. Ông thấy những cái nỗi buồn, cái scheming, tức là tính toán của người bạn mà đồng sự, rồi đứa con gái nó khóc như thế nào, thấy và vợ ông hết buồn rầu vô cùng, ủ rũ như nọ. Cái người cha già ông đó mới bước tới tinh hòm, xin lỗi, lúc đó con đã nằm chưa vô hòm, thì bước tới đó và rơi nước mắt, rơi lệ, và ông thấy được cái nỗi buồn và cảm nhận cái nỗi buồn sâu sắc của người cha. Vì người cha nói là ta nghĩ rằng là con chôn ta, không ngờ ta bây giờ phải đưa đám con. Nước mắt người cha mà đang chảy xuống. Cái vợ âu sầu. Ông nói là ông có feel được tất cả cái nỗi buồn, là tất cả những cái đó. Ông feel được cái sự mà gian ác của người partner. Ông feel được cái trơn đó, ông feel được. Rồi ông nhìn vô lại trên chính mình đó, thì ông thấy mình nằm như vậy đó. Ông thấy mình lạnh lẽo vô cùng. Thì ông thì ngẩng đầu lên ông nhìn đó, thì ông thấy là cái người mẹ của mình đó, bà đang ngồi đó đó, thì bà đang cầu nguyện Chúa là xin làm sao mà cho con đó, cho đứa con của con đó, được về với Chúa. Thì cái sự suy nghĩ và cái lòng thành đó đó nó tiếp xúc với ông cái, ông nói đúng Chúa, chắc là con phải trở về để giúp lại những cái người này chứ, hết buồn. Ông vừa nghĩ cái đó thôi thì ông trở lại. Thì ông mới kể lại câu chuyện mà Need Experience. Ông kể lại câu chuyện là ông cảm nhận như vậy. Thì ông nói lần đầu tiên đó, ông có thể cảm nhận được cái nỗi buồn của từng người, những cái đau khổ của từng người, những cái tâm tư của từng người như vậy đó. Thì cái người mà nghe ông là bà vợ ông ạ, nhưng mà anh có cảm được anh là cái cảm xúc anh lúc đó là cái gì đó? Ông nói không, tôi hoàn toàn là neutral, tức là hoàn toàn trung lập, không có một cái phe phái nào, hay là cái mình gọi là neutral, tức là ông không có giận hay buồn hay vui hay gì đó, ông hoàn toàn nghĩa là tĩnh lặng như vậy đó. Nhưng mà ông cảm được cái nỗi buồn của mấy người được, khác. Ông cảm được tất cả. Ông nói tôi thấy như là trong bàn tay cái cảm xúc của tất cả mọi người như vậy, bàn tay. Thì khi mà cái người mà mình gọi là partner ông tới đó, thì ông cũng không giận không dữ đó. Tức là ông có cảm nhưng ông không có phản ứng. Không phản ứng, đúng rồi. Đúng, không có respond, nhưng mà ông thấy tất cả nhé, và ông lần đầu tiên là ông hiểu được là có cái tôi ở đây. Ông không làm chủ được tất cả cái cảm xúc, cảm tình như cả. Tất cả nó tới, nó biết. Và ông nhận biết tất cả cảm xúc, cảm tình. Thì lúc đó mình gọi là sắc giới. Lúc đó là cái lúc của sắc giới. Lúc đó là lúc của sắc giới, tức là mình gọi là ông đang ở trên cái cõi sắc giới, tức là ông
không làm chủ, ông thấy hình, thấy bóng, thấy tướng, thấy trạng, thấy cảm xúc, ông có biết tất cả nhưng ông không làm chủ cái gì cả, ông không có sở hữu cái gì cả. Và cái cảm xúc của ông lúc đó, ông cũng không có sở hữu cả ông. Rất là đặc biệt. Thì cái mà thầy kể một cái chuyện khác là các bạn bắt đầu hiểu được là tại sao nó dính liền với thủy tai. Cái thủy tai đó nó dính liền với, đây thầy biến cái chữ này vô nghe các bạn, nếu mà hỏa tai là thuộc về sân đó thì thường thường người ta gọi là cái thủy tai thuộc về cái tham. Nhưng mà để thầy đi vô trong sâu một chút xíu để các bạn hiểu đó, tại vì nhiều khi không phải là cái tham, đúng hơn là nó là cái cảm xúc. Cái cảm xúc nó giống như nước chảy vậy đó. Cái tư tưởng cũng như là một cái dòng nước chảy vậy đó, hơn là mình nói là tham lam. Cho nên cái thủy tai dính về cái sắc giới đó là một sự lưu chuyển mà không ngừng của cái tư tưởng hoặc là của cái cảm xúc, cảm tình. Và nhiều khi là các bạn biết là mình gọi là mình có cái thủy tai là có một cái chuyện gì nó đụng mình một cái và mình buồn vô cùng. Thì dụ như là các bạn theo một cái đảng nào đó đó mà cái đảng đó nó thất cử thì trong lòng bạn đầu tiên là mình tức, xong rồi nhiều khi mình buồn và mình ăn được, nhiều khi mình chảy nước mắt. Một người nào đó đó mình chết rồi đó, nhiều khi mình không có sở hữu người đó nhưng mình tiếc, mình khóc. Đó là cái phần mà cảm xúc, cảm tình của mình nó hiện, nó thành ra cái dòng nước. Thì cái thủy tai đó là những cái mà nó làm cho cái tư tưởng của mình nó chảy, mình không thể control được, làm cho cái cảm xúc của mình nó trào ra, mình không thể giữ lại được. Để lý do tại sao mình phải tu để mình tránh cái cảm xúc thôi thầy. Thì nếu mình không tu thì nó sẽ làm mình buồn, thì làm mình đau khổ thôi. Tu là làm mình đừng có đau khổ, làm hạnh phúc mà. Tu là quả phúc. Đó. Thành ra đó là những cái mà nó tuôn trào như vậy nó làm cho mình gọi là mình mất control của cuộc sống. Rồi, bây giờ cái thứ ba đó là cái phóng tai. Cái phóng tai thì nó thuộc về si, nhưng mà thầy không muốn dịch cái chữ si này là si mê lầm lạc, cũng không muốn dịch cái chữ tham này là tham lam, mà thầy nói là cái nếu mà cái hỏa tai là cái sân, cái giận dữ lậy này nó đó, thì cái trên này đó là cái mà mình gọi là cái dòng lưu, cái dòng đó lưu chuyển của cái tâm tư mà mình tâm tình cảm xúc và tư duy đó mà mình không control được, không kiểm soát được, không kềm chế được. Nó làm cho mình hoàn toàn nghĩa là bị cuốn vào trong cái dòng nước, trong cái lục lội đó, mình ngập vào trong cái lục lội của cái dòng tâm tình, cái dòng tư duy, cái dòng mà quan điểm đó, mình ra không được nữa. Đó là cái thủy tai. Rồi bây giờ cái phóng tai đó là cái gì? Cái phóng tai là nói về cái tư tưởng đúng không? Phần bên trên này tư tưởng nó mà không phải. Là cái phong là cái gió nó càng không có hình, không có tướng, không có gì cả. Mà cái phong này đó, nó lúc nào nó cũng chạy mình thấy cái không gian như vậy. Nhưng mà cái phong đó là nó là sự lưu chuyển của một cái không khí, một cái cục không khí mà nó lạnh thì nó đi xuống, nóng không thì đi lên thì nó tạo ra gió. Thì cái sự lưu chuyển đó là cái lưu chuyển mà mình gọi là của cái tập khí tiềm lưu. Cái tập khí tiềm lưu là những cái thói quen của mình. Cái thói quen đó là nó tạo cho mình tự nhiên là thì mình có một cái bài mình nói chuyện, tự nhiên chị đang ra chị thấy ô có một cái viên ngọc như vậy, chị tự chụp. Cái tập khí là cái thói quen đó, mà nó hoàn toàn đó, nó không có nghe lời cái lý trí của mình, cái sự suy nghĩ, cái tình cảm xúc mình nó sâu hơn, nó thuộc về cái phần mà nằm về dưới của cái tiềm thức đó, mà nó giống như thử là cơn gió nó chạy tới một cái đó là mình không thể nào tránh được cả. Thì cái đó là cái vô sắc giới, tức là nói cái chỗ mình không thể hình cái tưởng, nó thuộc với cái thiền định vậy đó. Thì nếu mà đó là cái quả thiền định đó, thì tại ra trong quả thiền định đó mình có những cái tập khí tiềm lưu, có những cái tiềm lưu là nó chạy ngầm, hoặc là cái những cái tập khí mà ngầm, cái tập khí ngầm, cái thói quen ngầm. Thì thói quen ngầm này đó nó tạo nên những cái cuộc sống, cái lối sống đó mà nó hoàn toàn là nó làm cho mình không thể nào thấy được cái chân lý, mà làm cho mình rớt cái đường xuống. Nên cái phóng tai thường thường đó là nó xảy ra như thế này. Thì cho anh một ví dụ về cái phóng tai. Bây giờ đó
chị lên Facebook, chị mở cái Facebook, chị thấy có một cái người nói một cái gì đó, cái đề tài gì đó. Xong rồi đó, thí dụ như ô đề tài thất cử, chị mở thêm một cái gì lên Facebook thấy không biết. Nhưng mà đại khái một cái post khác, nó cũng nói chuyện đó, thêm một cái post khác nữa, cũng nói chuyện đó, thêm một cái chúng nói đó, thêm một cái nữa. Sau khi chị đọc 4-5 cái rồi, thì chị thấy tâm thầy có một cái luồng gió đó. Bạn like chị đâu còn muốn giận dữ, đâu còn muốn cái gì đó. Mà tự nhiên thầy nó, trong người mình nó nổi lên cái sự tức giận vô cùng. Nhiều khi chị không cần phải đi qua đọc 5 cái post, đọc một cái post thôi. Nó có một cái gì đó mà ở dưới, mà nó không phải là vì vật mà chị giữ, chị mất cũng phải là cái tư tưởng tâm cảm, nhưng mà nó có một gì đó trong cái văn hóa, trong cái lời viết đó đó, mà nó khơi động lên một sự tức giận rất lớn trong người của chị. Thì cái đó gọi là phong tai. Không, cái đó thì có hiểu được, nhưng mà mình nghĩ chuyện mà nó nằm trong cái vô sắc giới thì lại hơi khó hiểu thôi. Chứ còn thầy nói phong tai là những cái thầy vừa giảng đó thì mình hiểu được. Trong cái con hiểu mà. Được trong cái sắc giới, chứ còn chưa có hiểu được trong cái vô sắc giới. tại sao nó dính đây vô sắc giới đó? Cái đây. Thầy kể cho một cái kinh nghiệm của sống của thầy. Khi mà thầy ngồi một hồi lâu rồi, thầy relax lâu rồi đó, thì thầy cảm thấy là bây giờ mình có một cái tư tưởng, một cái đề mục, thầy quán một cái chủng tự tử là chủng tự tử va. Thì quán một cái hình ảnh đó, thì một hồi rồi thầy không còn tư tưởng, thầy không thấy cảm xúc gì cả, thầy thấy đó. Nó yên lặng, nó tích lặng với cuộc niệm. Mình thấy không có cái gì buồn, không thì gì vui cả. Mình thấy một cái sự sáng suốt trong người như vậy. Mà mình cũng cảm nhận cái thân xác mình. Mình ngồi, mình thấy mình tỉnh bơ, mình ngồi. Lâu mình không thấy chứng đau không gì cả. Đột nhiên đùng một cái. Một cái hình ảnh ở đâu, không biết ở đâu. Mười mấy hai chục năm về trước đó. Là chuyện là nó... Chuyện mà thầy mà đóng cái cửa một cái. Mình đập ngay chân của sư phụ thầy. Nó bùng, nó hiện lên một cái. Bạn lái là vô sắc giới, là không có hình bóng, không có gì gì cả. Thì cái hình đó nó cũng thể nào hiện nó tâm thức thầy. Nhưng mà một cái luồng gió đó mà rất là mạnh đó, là uổng quá, tiếc quá. Tôi làm cho ông sư phụ tôi ông đau, chân tôi đập cái cửa vào đó. Nhưng mà có phải thầy thấy cái hình ảnh của sư phụ thầy hay là hình ảnh của chiếc xe mà thầy đóng cửa? Không phải hình ảnh đó. Mà một cái nó sâu sắc, nó giống như thử là cả cái thầy nhắm mắt, cả một cái cảnh giới của thầy đó là cảnh giới nó trở thành là cái sự mà tiếc nuối. Mà đặc biệt nó không phải là cái cảm xúc mà mình đau buồn, đau khổ, không phải là cảm xúc đó, mà nó là một cái cảnh giới. Thì cái đó, đó là nó thuộc về cái bộ phận đó mà sau này mình gọi là vô sắc giới, vì nó cũng thuộc về hình tượng. Lúc đó thầy không có nghĩ ra cái hình ảnh đó, cái hình ảnh nó không có tới. Tại vì hình ảnh nó thô lắm. Hình ảnh nó thô, cảm xúc nó thô, nó vi tế hơn. Nó là một cái trạng thái mà mình đang thiền. Cả một cái trạng thái đang thiền. Thưa thầy, chúng ta hết giờ, con xin thầy tóm tắt cái chuyện hôm nay. Hôm nay mình chỉ nói tới ba cái định nghĩa: phong tai, thủy tai, hỏa tai, liên hệ về sắc, vô sắc giới và dục giới. Nhưng mình chưa nói tới cách tu như thế nào. Thì trong cái lần kế tiếp thầy sẽ nói cho các bạn cách tu như thế nào để mà mình có thể giải ra được cái ba cái tam tai và ba cái chuyện đó nó xảy ra trong cuộc sống của mình hàng ngày, hàng giờ, hàng phút. Tức là mình dễ dàng nổi sân hận vì mất đi những cái mình chiếm hữu. Mình dễ dàng đó là đi vô trong cái trạng thái mà mình gọi là chìm đắm trong cảm xúc hay là cái tư tưởng của mình. Mình chìm là bởi vì mình có cái tôi của mình. Và mình ở trong cái trạng thái đó, dù mình không còn cái gì cả, nhưng mà những cái chuyện ở quá khứ nó trở thành những cái văn hóa, nó hiện ra trong cái cuộc sống của mình, trong đầu của mình. Đó là gọi là tam tai. Con cảm ơn thầy. Và kính thưa quý vị, khi mà quý vị muốn học lại, ôn lại những cái bài này thì quý vị có thể lên trên YouTube channel là Thầy Hàng Trường để quý vị có thể xem. Và cảm ơn quý vị theo dõi chương trình hôm nay, và mong gặp lại quý vị vào tuần tới. Anh Trâm xin kính chào quý vị thính giả.